Mọi người, hôm nay đoàn chúng tôi đi đánh trống khai mạc chương trình Hoa hậu Quý bà năm 2023 tại Thái Nguyên. Kia là các đoàn của các tỉnh Nam Bộ. Các thành viên đang chuyển đồ. Các thí sinh và các người nhà khán giả đang chuẩn bị rất đông. Chuyển vào trong để chuẩn bị để test sân khấu nhá. Test lúc trước khi người ta bật điện ấy. Đấy, mọi người đang chuẩn bị test sân khấu. Đây là các cô hoa hậu công tác chuẩn bị. Trang điểm với nhau đây, chuẩn bị lên sân khấu. Ban tổ chức sẽ thông báo một lần nữa, đó là các tiết mục giao lưu văn nghệ trong cuộc thi ngày hôm nay. Khi mà các ban nghệ sĩ, các trưởng đoàn đã cầm tờ kịch bản có lịch trình cụ thể rồi, và tờ kịch bản nó dài thành 10 tờ, vì vậy để chúng ta hãy lật hết cả kịch bản này. Đây nhá, tí này em ấn ở cái nốt chủ ở dưới này nhá. Đợi đoàn cựu đoàn kia đi sau đi qua. Một, hai ba cười lên. Ôi này.